hai tuổi hung bại này tuyệt đối cấm sông nhà đầu năm 2024, kéo tán ra bại sản, bán nhà trả nợ. À, quý vị thân mến, mỗi dịp Tết đến xuân về là một cái dịp là một cái năm mà nó sẽ mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái tài lộc đúng không ạ? Và trong cái dịp đầu năm thì mọi người thường làm một cái nghi lễ gọi là sông đất đầu năm để chọn ra cái tuổi đẹp sông nhà cho mình với cái cầu mong là mang lại cái may mắn, cái điều tốt đẹp đến nhất với cho gia đình của mình. Thì trong cái thuật chọn cái tuổi sông đất sông nhà cũng có những cái điều kiêng kỵ nhất định và nó cũng sẽ có những cái tuổi tốt và tuổi xấu. Có những cái tuổi đại kỵ không được sông đất, đúng không ạ? Và chúng ta để lựa chọn ra một cái tuổi sông đất tốt thì ngày xưa các cụ để đã để lại một cái khẩu quyết là gì? Gọi là gì? Chi hợp tuyến niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường, thiên tăng tuyến nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn cản khôn, phúc mãn môn. Đó. Vậy thì theo cái khẩu quyết đó là chúng ta chỉ chọn những cái tuổi hợp để sông đất và bên cạnh những tuổi hợp thì cũng sẽ có những cái tuổi tương xung thì chúng ta cần phải tuyệt đối kiên kỵ không nên chọn đúng không? và trong năm 2024 chúng ta sẽ có những cái tuổi tương xung sau chúng ta biết năm 2024 là năm giáp thìn đúng không? ạ? thì cục diện đầu tiên chúng ta có là gì là thìn tuất là tương xung đúng không? thứ hai là gì thìn và mùi là nó là tương hình thứ ba là thìn và xỉu thì nó là cục diện tương phá đúng không ạ và thìn và mão thì nó rơi vào cục diện là gì? Là lục hại Và những người tuổi thìn ý, thì lại vướng vào cục diện là gì? Là trực thái tuế Đúng Trực thái tuế Vậy thì trong năm 2024 năm giáp thìn chúng ta có hai con giáp cực kỳ xui xẻo Mà không nên chọn làm tuổi sông nhà Không phải là họ xấu nhé, họ rất là tốt Nhưng cái vận khí của họ trong năm nó không phù hợp để làm cái tuổi sông nhà vì thế mà cho dù có tốt đẹp đến đâu, họ có tài giỏi đến đâu ấy, Thì chúng ta cũng tuyệt đối kiêng kỵ không nên chọn họ làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024 để mang lại cái may mắn bình an cho gia đình và tránh những điều xui xẻo tránh những điều xui rủi nó kéo đến cả năm đó à, quý vị thân mến sông đất sông nhà vào đầu năm ấy không chỉ là một cái tục lệ lâu đời mà nó còn là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam cũng như các quốc gia phương Đông khác thì sông đất đầu năm nó xuất phát từ cái mong muốn một cái năm mới được an khang thịnh vượng vạn sự hanh thông cái người mà được chọn sông đất sông nhà ấy, thì phải là những người có tính tình hào phóng có cuộc sống hạnh phúc công việc thì ổn định bởi người xưa quan niệm rằng những người sông đất sông nhà chính là những người mở cánh cửa mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc suốt một năm cho cả gia đình đó người mà gia chủ muốn tránh đó là những người khó khăn kiệt sĩ nghèo nàn không có cái công việc làm ổn định suốt ngày lông bông đấy, đúng không ạ vì đầu năm những người như à, vì cái dịp đầu năm ấy, mà những người như thế mà đến sông nhà theo phong tục tập quán ấy, là mang lại những điều xui xẻo mang lại cái vận hạn đến cho gia chủ Thế nên gia chủ rất sợ những người tuổi này đến sông nhà khi bắt đầu một năm mới Thì dựa vào cái quy luật âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc và cái quan hệ thiên can địa chi ấy, Thì quý mệnh chủ có thể lựa chọn được những tuổi sông đất sông nhà à, Trong năm 2024, năm Giáp Thìn Thì các thầy phong thủy có chỉ rõ có hai con giáp cực kỳ xui xẻo Sẽ khiến gia chủ sợ tím tái mặt mày khi mà họ đến sông nhà à, khi mà không may, 4 tuổi này khi mà không may mắn mà hai tuổi này đến sông nhà thì gia chủ muốn tránh xa vì cái đội xui xẻo của họ. Và xin mời quý vị và các bạn cùng tử thông tìm hiểu xem đó là hai con giáp nào trong video ngày hôm nay. À, thưa quý vị, con giáp xui xẻo đầu tiên mà chúng ta cần phải tránh không lựa chọn làm tuổi sông nhà trong năm 2024 không ai khác đó chính là những người tuổi tuất. À, như đã nói ở trên ấy, thì những người tuổi tuất gặp với cục diện là tương xung với thái tuế đó, thìn tuất tương xung. Mà cái khẩu quyết là chúng ta phải chọn là gì? chi hợp tuyến niên can hợp mệnh đó. thì được tài quan ấn phúc nhập nội đường thiên tăng tuyến nguyệt nhân tăng thọ xuân mãn cản khôn phúc mãn môn đó như vậy là những người tuổi thìn là không không hợp vì là nói bị gì bị xung với lại thái tuế nên là chúng ta tuyệt đối không chọn những người tuổi tuất không phải là vì kỹ họ xấu họ rất tốt nhưng mà cái vận khí của họ trong năm không phù hợp cho cái việc sông đất mà thôi đó thì chúng ta biết ấy, những người tuổi tuất trong năm 2024 ấy, thì họ sẽ phải đối mặt với cục diện là tương xung thái tuế và có rất nhiều cái sao xấu để chống mệnh Năm 2024 năm Giáp Thìn có thể là một cái năm khó khăn, biến động và nhiều cái áp lực đối với những người tuổi Tuất. Mọi thứ thì đương đạt được. Mọi thứ mà những người tuổi Tuất muốn đạt được thì đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt và đổ công sức gấp nhiều lần so với những con giáp khác. Cảm giác kiếm tiền trật vật mà tiêu xài lại hoang phí. Đấy. Do là có nhiều cái hung tinh nó tác động. Cái vận khí của họ không tốt một chút nào trong cái năm 2024. Vậy nên những người tuổi Tuất trong năm 2024 được khuyên là chúng ta phải kiên nhẫn chờ thời, đúng không? Và để hóa giải để mang lại cái may mắn trong năm 2024 thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Tuất. Đấy, để hóa giải cái vận khí không hanh thông, cái vận khí xui rủi này đi ấy, thì những người tuổi tuất hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn mà lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất. giúp cho họ bước qua cái năm 2024 một cách bình yên, may mắn, tài lộc thì dồi dào. Thì để xét xem cái độ xui xẻo của những người tuổi tuất trong năm 2024 như thế nào ấy, thì chúng ta cũng xét tổng quan qua về cái vận trình của họ để biết được tại sao chúng ta lại không nên chọn những người tuổi tuất làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024 năm giáp thìn. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2024 năm giáp thìn thì so với cái năm 2023 ấy, cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi tuất nó kém sắc hơn hẳn. Rất khó để tìm thấy cái vận may và những cái cơ hội tốt. Nhiều khi ý, những người tuổi tuất cảm thấy thất vọng vì rằng mình đã bỏ ra nhiều công sức mà kết quả thu lại lại không được như ý. À, trong năm nay thì dưới tác động của cuộc diện tương xung thái tuế những người tuổi tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn vướng phải trục chặt đấy nó cứ lên voi xuống chó thất thường các mối quan hệ xã giao thì không được bình yên khiến cho các bạn dù hăng hái bắt tay vào công việc thì cũng luôn phải nhận lại cái sự phản đối thậm chí là bị hãm hại ngầm của những người khác vì thế các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình nếu mà có ai đó chân thành góp ý dù là lời nói mất lòng đi chăng nữa thì các bạn cũng chú ý lắng nghe đó có thể là những người thật sự muốn các bạn tốt lên lại muốn trông thấy các bạn tiến bộ mỗi ngày Ngược lại những kẻ nào mà cố tình buông lời ngon tiếng ngọt để tiếp cận nịnh hót thì cũng cần phải giữ khoảng cách nhất định. À, quý vị không thể dễ dàng tin theo những lời đó của đối phương. À, đặc biệt là với những người làm lãnh đạo ấy, nếu các bạn không giữ được cái đầu óc tỉnh táo thì rất dễ xảy ra những cái quyết định sai lầm vì tin theo đối phương. À, ngoài ra ấy, thì những người tuổi tuất cũng khó đạt được cái bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp còn do trị tác động của cái thiên quan nó lâm vận nữa bản mệnh và lãnh đạo thường xuyên xảy ra những cái mâu thuẫn trong ý kiến khi mà khi mà nóng giận quá à, các bạn nói những lời khó nghe gây ra mất lòng đối phương khi quan hệ đôi bên không hòa hợp thì cấp trên sẽ khó lòng giao cho bạn những cái cơ hội để cho các bạn khẳng định được bản thân thậm chí còn không tìm cách gây cho gây khó khăn cho các bạn cũng là tốt lắm rồi đúng không ạ à, trong thời gian này lại có sao thiên hương nó chiếu mệnh với những người tuổi tuất nên trong năm 2024 ấy, tốt nhất là không nên đắm chìm quá sâu vào những cái thất bại hoặc là những cái điều không được như ý như vậy thì các bạn chỉ ngày một buồn chán và thất vọng Thụt lùi so với những người xung quanh mà thôi Thay vì trách móc bản thân, oán hận cuộc đời ấy, Thì các bạn nên nhìn thẳng vào sự vật đúng không ạ? Để rút ra cái kinh nghiệm từ những cái sai lầm của mình Nếu mà có lỗi với ai đó thì quý vị cũng nên chủ động xin lỗi Ai mà giúp mình ấy, thì nên thể hiện cái sự biết ơn Như vậy thì các mối quan hệ của các bạn sẽ ngày càng được cải thiện nhanh chóng đó Và sẽ có được quý nhân tương trợ giúp đỡ khi mà quý vị gặp khó khăn thì bên cạnh cái công việc nó khó khăn Nó thất thường như thế Thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi tuất Cũng thăng trầm đấy Do bị thái tuế chi phối Cùng với cái sự suy thoái kinh tế Hơn hay hết thì những người tuổi tuất sẽ cảm thấy rõ ràng nhất Những cái khó khăn về mặt tài chính Trong năm 2024 năm giáp thìn Cảm giác kiếm tiền thì khó khăn hơn Xoay vòng vốn kinh doanh thì cũng rất bất lợi Thậm chí là còn dẫn đến tình trạng là phá sản Nợ nần chồng chất à, Thưa quý vị các cụ có nói là gì? Thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ át hữu họa Đặc biệt những người tuổi Tuất thì năm 2024 lại dính vào trực xung với Thái Tuế nên đây là cái tuổi xui xẻo nhất trong năm. Vì thế để hóa giải cái hạn Thái Tuế và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để trợ vận hộ thân. Đó. Quý vị có thể đặt trong túi, trong ví hoặc là trong ốp điện thoại. Nhớ là luôn mang theo bên mình để nghênh đón Thái Tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm. À, và cái Thái Tuế tinh quân năm 2024 năm giáp thìn chính là ngày Lý Thành Đại Thứ Quân đặc điểm của ngài đế thành đế tướng quân ấy là một tay cầm kiếm và một tay cầm một túi vải đúng không ạ? À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi tuất và hóa giải cục diện tương xung thái tuế trong năm 2024 là cho thìn. Thưa quý vị trong năm ấy thì gặp cục diện tương xung thái tuế và nhiều cái hung tinh nó chiếu mệnh, vậy nên quý vị cần phải cẩn trọng trong các kế hoạch chi tiêu một cách rõ ràng, tránh tiêu xài một cách hoang phí mù quáng kéo lại gây ra những cái rắc rối, đương số dễ bị gì vỡ nợ, phá sản trắng tay, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, túng thiếu bần cùng. À, với những người làm công ăn lương ấy, thì công việc trong năm thì khó khăn, đồng nghiệp thì bất hợp tác, lãnh đạo thì gây khó dễ khiến cho các bạn phải vất vả lắm ấy, mới có thể hoàn thành được những cái nhiệm vụ được giao. Nhiều khi kẻ tiểu nhân hãm hại khiến cho các bạn phải xa vào những cái sai lầm, phải dùng tiền túi của mình bỏ ra để đền bù cái thiệt hại. Vậy nên cái cục diện công danh sự nghiệp nó bị thất thường tài lộc thì nó không hay thông gặp nhiều trắc trở nên là những người tuổi tuất tuyệt đối không nên làm tuổi sông nhà trong năm 2024 năm giáp thìn à, nếu mà lỡ có ý định ai đó mời thì quý vị cũng phải từ chối khéo để gì giữ cái vận may cho người ta và không ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình à, có thể thấy rằng trong năm 2024 ấy, thì các bạn cần làm việc hết sức cẩn thận để đảm bảo cái đồng lương của mình hạn chế gây ra những cái tổn thất à, trên thực tế thì các bạn chăm chút cho cái công việc của mình ấy, không nề hà vất vả thì cuối năm công sức của các bạn cũng được ghi nhận các khoản thưởng nóng lương dù không dồi dào nhưng cũng đủ để cho các bạn gì trang trải cho cuộc sống à, trong năm 2024 với những người làm kinh tế thì do có hung tinh đại hao và thái tuế tuế phá nó ăn ngữ nó liên tiếp xuất hiện báo hiệu những cái dấu hiệu và những cái thách thức quý vị có thể gặp phải những cái vấn đề về vận trình tiền bạc vì thế quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghinh đón thái tuế hóa giải cái vận hạn trong năm À, trong năm 2024 ấy, thì cái sức cạnh tranh nó lớn Thời buổi người khôn của khó mật ít rồi nhiều đúng không ạ Những người tuổi tuất làm gì cũng cần phải tính toán, chu toàn Tích lũy đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn Để không bị kẻ xấu dắt mũi, lừa gạt mất cái chuyện tiền bạc của mình à, Trong năm thì hết sức cẩn thận khi tham gia vào các lĩnh vực đầu tư Mở rộng kinh doanh Đó có thể là một cái bẫy được gian ra sẵn Chỉ chờ các bạn nhảy vào mà thôi đó Bên cạnh cái công việc nó khó khăn Tiền bạc nó gặp trắc trở thì tình duyên gia đạo của những người tuổi tuất thì cũng may mắn hơn một chút do được cục diện ngũ hành tương sinh. Nhưng bên cạnh đó nó cũng không thoát khỏi cái ảnh hưởng của cục diện xung thái tuế đúng không ạ? Nói chung ấy, cái cục diện tương sinh nó cũng đem lại những cái điểm sáng cho những người tuổi tuất trên phương diện tình cảm. Dù phải đối diện với sóng to gió lớn ngoài xã hội thì may mắn khi về nhà những người tuổi tuất vẫn được cái sự động viên an ủi của mọi người xung quanh. Nhờ thế mà các bạn luôn cảm thấy được cái sự tiếp thêm cái dũng khí và cái nguồn năng lượng tích cực với những người đã lập gia đình ấy hoặc những người đã có đôi có cặp ấy thì các bạn cũng nhận được cái sự thấu hiểu và cái sự quan tâm của người ấy à, thậm chí có những khi đôi khi bạn không cần phải nói đối phương cũng có thể đoán được cái ý định cái mong muốn điều gì vì thế bạn luôn cảm thấy là chìm đắm trong cái hạnh phúc gia đình đó gia đình chính là cái tổ ấm mà các bạn mong muốn được quay trở về sau những cái ngày làm việc vất vả và căng thẳng thì nó cũng phần nào đó giải tỏa được cái áp lực cũng như là gì cái khó khăn trong cái công việc và cái tài chính hiện tại về mặt sức khỏe thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Tuất trong năm 2024 ấy, bị cục diện tương xung với thái tuế nó ăn ngữ và có nhiều cái hung tinh nó chiếu vào. Vậy nên những người tuổi Tuất không được chủ quan. Chủ yếu là do các bạn phải chịu đựng quá nhiều cái áp lực do cuộc sống nó mang lại. Công việc thì bận rộn, rắc rối cứ xảy đến liên tiếp khiến các bạn thường phải gì gồng mình lên để mà gánh chịu. Thậm chí còn không đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế mà thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. À, những cái căn bệnh vặt vì thế cũng gì dễ xảy ra trong thời gian này. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn trong công việc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, đấy, tăng cường cái vận trình tình cảm lên ấy, thì những người tuổi Tuất trong năm hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Bên cạnh đó, để hóa giải cục diện tương xung thái tuế nó mang lại khiến cho những người tuổi tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở thì quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để trợ vận hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh kim bài tế tuế cũng như là cái vòng tăng hợp quý nhân giúp mang lại một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. Đó, đó là những người tuổi Tuất thì cái vận khí không tốt đó nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Tuất không thể là những con giáp tốt lành đến sông nhà được. Đó. À, tiếp theo con giáp xui xẻo thứ hai mà không nên chọn làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024 nó giáp thìn ấy thì đó chính là những người tuổi thìn đó là con giáp xui xẻo thứ hai những người tuổi thìn trong năm 2024 cũng được dự đoán là những con giáp gặp nhiều khó khăn chắc trở và họ cũng sẽ là những con giáp mà không được chọn làm cái tuổi sông nhà trong hai năm 2000 trong năm 2024 vì cái vận khí nó không ủng hộ chứ không phải là họ xấu nhá họ rất là tốt nhưng cái vận khí của họ không được ủng hộ cho cái việc là chọn làm tuổi sông nhà mà thôi à, thưa quý vị những người tuổi thìn trong năm 2024 ấy, sẽ là một cái năm mà có khá nhiều cái biến động quan trọng đối với những người tuổi thìn trong năm ấy thì những người tuổi thìn ấy, bị phạm một cái năm tuổi vừa bị phạm thái tuế lại vừa bị phạm một cái cục diện tam tai đúng không ạ cái cục diện thái tuế nó chi phối mạnh thêm cả những cái tác động bất lợi trong năm bị phạm tam tai nữa nên là cái hung vận nó cũng xáo trộn đương số sẽ gặp nhiều cái chuyện bất lợi nhiều cái thách thức ở mọi phương diện của cuộc sống à, người xưa có câu là gì thái tuế đương đổ tọa vô hỉ ắt yếu họa cũng là vì cái lý do đó À cho dù bản thân những người tuổi thìn có ý chí kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và gia cảnh tốt thì cũng sẽ rất nhỏ bé trước những cái khủng hoảng của cái đại cục nó mang lại. Khó khăn to lớn mang tính khách quan của thời cuộc nó mang lại. À, một số ít thì có thể rơi vào tình trạng là uất chán trường và thậm chí là gì? Bỏ cuộc giữa trường. Năm 2024, à, điểm báo tử vi nó cho thấy nửa đầu năm 2024 năm giáp thìn thì khó khăn, chồng chết khó khăn. Thách thức nó không ngừng xuất hiện. À, thế nhưng cái thời điểm nửa cuối năm ấy thì vận thế sẽ đảo chiều nếu mà quý vị quyết tâm nỗ lực bền bỉ đến cùng ấy thì cũng sẽ gì khiến cho quý vị được cải vận giàu sang có những kết quả tốt lành trong thời điểm cuối năm vì vậy những người tuổi thìn cũng đừng vội nản lòng đúng không ạ sau đây là những cái chia sẻ của tử thông về cái vận khí của những người tuổi thìn trong cái năm 2024 để quý vị biết được tại sao chúng ta không nên chọn họ làm cái tuổi xông nhà khi mà gì Biết được cái điều này thì quý vị có thể tự tin và yên tâm hơn và cũng không gây ra áp lực cho họ khi mà mời họ đến trong nhà nữa. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái công danh sự nghiệp của những người tuổi Thìn trong năm 2024 ấy. Thì năm 2024 về cái phương diện sự nghiệp, công danh thì cũng không được mấy thuận lợi. À, trong năm tuổi của mình ấy, thì bản mệnh sẽ gặp nhiều cái vấn đề phiền não, áp lực do cái thái tuế nó gây ra. Dù rất nỗ lực nhưng mà không có cách nào quý vị có thể đảm bảo được mọi việc thuận buồm xuôi gió ngay từ đầu đến cuối. À, tổng thể quá trình sẽ gì luôn xuất hiện một số cái rắc rối nửa chừng do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan nó mang lại đặc biệt đối với những người mà mới khởi nghiệp hoặc là những người bắt đầu kinh doanh buôn bán ấy cái việc thiếu kinh nghiệm có thể sẽ khiến cho những người tuổi thìn va vấp phải rất nhiều yếu tố và tốn cả công sức lẫn tiền bạc nhưng mà mọi thứ vẫn không đâu vào đâu cả thậm chí là vẫn bị thất bại vì thế để gia tăng tính vận may cho mình hóa giải những xung khắc những xui xẻo giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung khắc những thị phi những hạn tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi thìn đó. vì vậy quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân À, vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số Zalo, số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh vòng tao hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình. À bên cạnh đó trong công việc ấy thì cái mức độ cạnh tranh trong năm nó dự đoán là tăng. Đấy, vốn là những người có tính cách mạnh mẽ và có cái tôi cao nên dễ xảy ra những cái bất đồng với mọi người xung quanh. Dù chỉ là những cái ý kiến trái chiều từ các vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể chuyện bé xé ra to dẫn đến những cái cuộc bất hòa gai gắt. Ở à, trong năm 2024, ấy, cái việc chủ động gây hấn như vậy chỉ càng khiến các bạn gặp bất lợi mà thôi. Tốt nhất là nên chăm chỉ làm việc của mình, làm tốt cái việc của mình, giữ cái thái độ dĩ hòa vi quý, khiêm tốn và đây sẽ là cái cách bảo vệ bản thân một cách tốt nhất. À, trong năm 2024, năm giáp thìn, thì cái việc đầu tư kinh doanh quý vị cũng không nên mù quáng bỏ qua những rủi ro nó tiềm ẩn mà nên áp dụng cái chiến lược thận trọng để tránh cái chuyện thua lỗ. Thì ngoài ra khi đàm phán kinh doanh ấy, thì quý vị cũng cần phải đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng tránh bị lừa gạt và bị gài bẫy. Đối với những người trung niên trong năm 2024 ấy, thì quý vị cũng nên cân nhắc cái việc là nghỉ ngang chừng hoặc là thay đổi công việc vào cái năm 2024. Nếu không một khi đã bỏ việc hiện tại thì các bạn khó có thể là có được một cái sự nghiệp ổn định sẽ gặp thất bại một thời gian khá là dài. À, tuy nhiên các cụ nói là vật cực thì tức phản Nghịch cảnh chính là cái cơ hội tốt nhất để rèn luyện cái bản thân giúp những người tuổi thìn trở nên mạnh mẽ hơn. À, hơn nữa trong năm 2024 các bạn cũng sẽ được các ngôi sao tốt lành nó phù trợ như là chính ấn và hoa cái. Vào cái tình huống nguy cấp nhất định thì sẽ có những cái bước chuyển biến một cách bất ngờ có thể được quý nhân tương trợ giúp đỡ mà giải quyết tất cả những khó khăn những khúc mắc hiện tại. À, khi những người tuổi thìn có ý định bỏ cuộc thì các bạn có thể nhận được cái sự động viên từ những người khác khủng hoảng có thể nhanh chóng được giải quyết. Đó. Cho dù đó là cái vài cái lời động viên, nhắc nhở hay là hỗ trợ về tài chính, những điều này rất có ích đối với những người tuổi thìn trong cái năm 2024. À nói chung ấy thì năm 2024 những người tuổi thìn rất cần gì phải phát huy cao độ cái khả năng làm việc mạnh mẽ của mình, suy nghĩ thực tế và chăm chỉ, sẵn sàng đối đầu với mọi cái biến cố, mọi cái áp lực nó tới, mong giảm thiểu cái rủi ro. À, thông qua cái việc trao dồi kiến thức bản thân duy trì cái thái độ lạc quan và giảm bớt cái cảm giác bốc đồng ấy, thì những người tuổi thìn có thể vượt qua cái giai đoạn khó khăn này một cách là ngoạn mục đó. À, bên cạnh đó thì công việc nó khó khăn nó chắc trở như vậy ấy nên là gì cái chuyện làm ăn đấy cái chuyện tiền bạc cái chuyện tài lộc của những người tuổi thìn cũng khó tránh khỏi những cái tác động tiêu cực do cái thái tuế mang lại à, trong năm thì tiền bạc đội nón ra đi mà không rõ được cái nguồn cơn làm ăn thì thiếu hiệu quả, đầu tư thì có thể bị thua lỗ, tình trạng kinh tế gặp rất nhiều cái áp lực, cái biến động trong năm có thể phải phá sản, vỡ nợ trắng tay. Đó. Vì thế để hóa giải cục diện tương xung thái tuế và thì quý vị những người tuổi tuổi thìn ấy, hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế, kim bài thái tuế để hóa giải cái vận hạn thái tuế trong năm. Đó. Đặc biệt là những tuổi xấu bị phạm thái tuế như là tuổi thìn, đúng không? Tuổi tuất, tuổi sửu, tuổi mùi và tuổi mão. Đây là năm con giáp mà quý vị cần phải luôn mang theo bên mình Một cái kim bài thái tuế Để hóa giải cái vận xui của năm nhé à, Trong năm 2024 ấy, Thì những người tuổi thìn ấy, Vốn là những con giáp có khả năng Nhưng mà cái tình hình khó khăn chung của thời cuộc Nó khiến cho bạn khó phát huy được trọn vẹn à, Cái việc kiếm tiền nó trở nên vất vả Và tốn nhiều cái công sức Nhưng mà cái thu nhập cũng không thực sự được khả quan Hơn nữa Những người tuổi thìn ấy, Coi thường các khoản thu nhỏ Luôn mong kiếm được nhiều Trong cái khoảng thời gian ngắn vậy nên là gì à, thông qua các dự án đầu tư quản lý tài chính khổng lồ đấy để có thể hiện uh, được cái giấc mơ tự do tài chính của mình à, lý tưởng thì tốt nhưng mà hiện thực nó lại rất vũ phàng vận khí ảm đạm trong năm nó khiến cho bản mệnh rất khó đạt được cái tâm nguyện thậm chí quá mức cố chấp có thể là khiến cho các bạn mất cả trì lẫn trải có câu là gì tích tiểu thành đại à, các khoản tiền dù ít hay nhiều ấy, thì đều do công việc của bản thân làm ra các bạn nên trân trọng chúng một cái lý do nữa khiến cho tiền bạc của những người tuổi thìn trong thời gian này bị thất thoát nhanh đó là gì là do người tuổi này thường tiêu pha một cách bất cẩn. các bạn có thói quen tiêu xài hoang phí xa đà vào cái lối sống hưởng thụ và còn có thể kết bạn xấu trong năm nay những cái hành vi này có thể tác động tiêu cực đến vấn đề tài lộc của những người tuổi những người tuổi thìn vậy nên trong năm ấy, quý vị cần phải lập một cái kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu những cái chi phí không cần thiết tránh xa cái chuyện đỏ đen các bạn à, tất nhiên ấy, tiết kiệm nhưng mà quý vị cũng đừng quá chia ly đừng thắt chặt cuộc sống quá mức à, Quý vị có thể tự thưởng cho mình đúng lúc Nhưng mà chỉ cũng cần phải giữ ở cái mức độ vừa phải à, Thưa quý vị, cái vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của những người tuổi thìn Nói chung trong năm 2024 ấy, là gì? Nó rất là xấu Vì thế mà quý vị cũng gì? không nên chọn họ làm cái tuổi sông nhà Để đỡ gây áp lực cho họ cũng như là gì? Mang đến cái xui xẻo cho mình Thì tốt nhất không nên chọn những người tuổi này đến sông nhà Bên cạnh công việc khó khăn, tiền bạc thì chắc trở thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi thìn trong năm 2024 ấy, nó cũng có vẻ là bất ổn hơn nhiều. Cái cục diện hại thái tuế nó xuống, nó khiến cho cái phương diện tình cảm của những người tuổi thìn ừ, chịu ảnh hưởng rất lớn, càng làm gia tăng gánh nặng cuộc sống và khiến cho tinh thần bản mệnh ngày càng xa sút Những người độc thân thì có những cái trải nghiệm tình cảm lên xuống một cách thất thường. À, dù được ngũ hành lưu niên nó tương sinh và có cái cắt tinh hoa cái nó mang đến cái vận đào hoa, nhưng mà thái tuế nó áp đỉnh, nó khiến cho phần lớn đều là đào hoa xấu, à, người gặp nhưng mà không ở lại, tình cảm nhiều dở dang và vẽ bàn. Năm 2024 thì tốt nhất các bạn không nên duy trì nhiều cái mối quan hệ mập mờ, nếu không rất dễ bị tổn thương. Sau cùng người bị hại chính là các bạn mà thôi. Với những người đã kết hôn thì tình cảm vợ chồng đứng trước nhiều cái thử thách. Khi mà điểm báo cho thấy có thể sẽ có người thứ ba chen ngang vào cuộc sống gia đình của các bạn. À, về phía bản thân mình ấy, thì bản mệnh nên nghiêm cẩn giữ mình tránh xa những cám dỗ tình cảm để không phá hỏng cái hạnh phúc cũng như là cái danh tiếng của mình còn nếu là người đã bị hại ấy, thì trong mọi tình huống quý vị hãy luôn nhắc nhở bản thân duy trì lý trí kiềm chế cái tính nóng này kẻo dẫn đến những cái chuyện xô xát thậm chí có thể chịu trách nhiệm hình sự à, trong cuộc sống vợ chồng ấy, thì cũng nên san sẻ với nhau nhiều hơn để gia đình được yên ấm và hai người gì có thể hỗ trợ lẫn nhau giúp thoát khỏi cái hạn thái tuế này trong năm 2024 thì các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu thì hai người cần phải có sự kiên nhẫn bao dung tăng cường trao đổi giao tiếp với đối phương mình nhiều hơn để quan hệ được bền lâu à, thưa quý vị thực tế thì trong năm 2024 thì tâm tính cảm xúc của những người tuổi thìn ấy sẽ trở nên bất ổn hơn cảm xúc thì nó lên xuống thất thường đấy có thể sẽ gây ảnh hưởng khó chịu cho nửa kia với cái cách hành xử nóng nảy này với với cái cách hành xử vô lý này thì có thể khiến cho gì căng thẳng ngày càng leo thang tình yêu thì dễ lung lay và dễ dẫn đến tình trạng đứt cánh giữa đường. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi thìn trong năm 2024 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh thì nó sẽ giúp gì? Hóa giải những xung sát thị phi, hóa giải hạn tiểu nhân ám hại. Đồng thời nó giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp tình cảm vợ chồng, giúp cho gia đạo bình yên, tài lộc dồi dào và công danh thì được thuận buồm xuôi gió. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi thìn. À, thưa quý vị bên cạnh cái 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 cái, cái tiền bạc công danh sự nghiệp cũng như là cái tình duyên nó chắc trở như vậy à, thì cái phương diện sức khỏe của những người tuổi thìn cũng không được như ý do bị trực thái tuế nó ăn ngữ lại bị cái tam tai nó tác động vì vậy quý vị đừng xem nhẹ bất cứ cái vấn đề nào về sức khỏe dù là nhỏ nhất đầu tiên thì hãy cố gắng tránh thức khuya dậy sớm duy trì thời gian làm việc nghỉ ngơi một cách đều độ đủ ngủ đủ giấc để có thể được phục hồi năng lượng đủ để đối phó tốt hơn với những áp lực khác nhau trong cuộc sống à, thứ hai là quý vị cần phải chú ý đến các thói quen ăn uống sinh hoạt tránh ăn quá nhiều hoặc là bỏ bữa duy trì cái chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng hạn chế ăn đồ cay nóng kích thích ăn nhiều rau củ quả tươi duy trì nước uống đầy đủ ấy, sẽ có tác dụng giải độc và làm đẹp cho cơ thể Năm 2024 thì các bạn nên quan sát tình trạng sức khỏe của mình thường xuyên. Khi mà nhận thấy có dấu hiệu khó chịu thì nên đến bệnh viện ngay để được chuẩn đoán và điều trị kịp thời. Đừng có né tránh cái việc điều trị, cũng đừng ngại tốn tiền. Nếu không rất có thể sẽ trì hoãn cái thời gian điều trị tốt nhất. Càng chậm trễ thì số tiền chi phí bỏ ra càng nhiều, bệnh tình cũng càng nặng thêm. Đương số trong năm đi đứng cũng cần phải cẩn thận tránh xa rượu bia khi mà tham gia giao thông. Kẻo gặp cái họa huyết quan nhẹ thì bị chảy xước, nặng thì có thể là gì? phải can thiệp sau kéo thì ngoài ra do cái vận khí cả năm nó ảm đạm nên các bạn cũng gì chú ý đến giữ gìn sức khỏe tinh thần tránh xa những cái hoạt động tiêu cực à, khi mà các bạn vui vẻ nhìn cuộc sống với cặp mắt tích cực ấy, thì có thể sẽ đẩy lùi được rất nhiều cái bệnh tật cũng như là gì mang lại nhiều cái vận may cho mình à, dù có khó khăn tới đâu chăng nữa thì cũng không gây ra những cái thứ khó chịu cho quý vị và các bạn à, thưa quý vị như vậy là gì Năm 2024, những người tuổi thìn cái vận khí nó cũng không được tốt lành cho lắm. Vì thế, họ không phù hợp làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024, vừa bị sung thay tuế lại vừa dính vào cái hạn tam tai năm thứ ba năm cuối. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp cực kỳ xui xẻo không nên chọn làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024 năm giáp thìn. Và trong năm 2024 nó giáp thìn thì chúng ta có hai con giáp cực kỳ xui xẻo tuyệt đối không được chọn làm tuổi sông nhà, Đó không ạ? thứ nhất là những người tuổi Tuất do gặp cục diện là tương xung với thái tuế, xung với thái tuế nên không chọn. Thứ hai là những người tuổi Thìn thì vừa bị phạm vào cục diện trực thái tuế, lại vừa phạm vào cái năm thứ thứ ba của tam tai, nên chúng ta cũng không chọn làm tuổi sống nhà. Hai cái tuổi này xung nhà sẽ mang lại những xui xẻo, những điều không tốt cho gia chủ. Vì thế mà quý vị tuyệt đối tránh thì hơn. À thưa quý vị, thì bên cạnh những cái tuổi xấu này thì chúng ta sẽ có những cái tuổi tốt để chọn làm tuổi sống nhà, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta có tuổi Dậu, đúng không ạ? Được cục diện là Thìn Dậu Nhị hợp là rất tốt Vị trí là tuổi tuổi dậu sẽ là ứng cử viên số 1 sáng giá để chọn làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024 Bên cạnh tuổi dậu thì chúng ta có tuổi tí và tuổi thân Thì hai tuổi này cũng được cục diện tam hợp với thái tuế Đấy, Nó cũng sẽ được may mắn và tài lộc đó. Khẩu quyết là gì? Chi hợp tuyến niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc nhập nội đường Thiên tăng tuyến nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn càn khôn, phúc mãn môn đó. Vậy nên 3 tuổi thân, dậu và tuổi tí sẽ là 3 tuổi cực kỳ sáng giá được chọn làm cái tuổi sông nhà mà mang lại may mắn tài lộc đó còn năm cái tuổi xui xẻo đó là gì tuổi tuất còn năm cái tuổi xui xẻo tuyệt đối không nên chọn làm tuổi sông nhà đó chính là gì một là tuổi tuất hai là tuổi thìn ba là tuổi mão bốn là tuổi sửu và năm là tuổi mùi đây là năm con giáp bị cục diện là gì? tứ hình xung và lục hại với thái tuế vì thế mà tuyệt đối không nên chọn à quý vị thân mến như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp cấm kỵ sông nhà trong năm 2024 là giáp thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.